Đây là một số kích kê gạch trên thị trường có giá dao động từ 60.000 cho đến 145.000. Còn đây là cái kích của mình mới chế ra. Mọi người thấy không? Cực kỳ dễ sử dụng và cực kỳ đa năng. Đây là những hình ảnh mình cho mọi người xem thử. Rất là nhanh luôn. Rồi bây giờ bắt đầu mình tiến hành làm nè. Đầu tiên mình khoan hai cái lỗ để mình đóng đinh thép. Hai cái lỗ nhỏ này mình sẽ đóng đinh thép treo lên tường trong những trường hợp mà cần thiết. Sau khi khoan xong thì mình đem ra mình cắt sát chỗ cái lỗ mình vừa mới khoan. Rồi mình cắt thêm một cái đoạn dài khoảng 20cm cho đến 25-30 gì tùy ý mình. Nhưng mà mình đang làm đây là 20-21. Rồi mình sẽ bẻ cong cái đoạn này lại. Dùng kìm bẻ thôi, tại đây cái miếng la này nó cũng rất là dễ bẻ. Nếu như bạn nào mà chuyên làm thì làm rất là nhanh, đảm bảo cái bộ này làm trong vòng 1 phút 30 giây thôi. Cái này mình vừa làm vừa review cho các bạn coi, cho nên là nó cũng hơi tốn chút xíu thời gian, cũng khoảng 3-4 phút gì đó. Rồi bây giờ mình sẽ hàn cái miếng la ngang lại với nhau. Mình chia đều ra, mình hàn vô thôi, không rất là dễ dàng. Cái này ai chứ không biết, ai không biết hàn, hàn cũng được. Biết hàn thì hàn rất là nhanh. Cái này thép cũng hơi dày cho nên là mình rồi bây giờ mình lấy cái mũi khoan 8 ly. Tại vì mình chuẩn bị cái con tán với con ốc là 8 ly, cho nên mình mua mũi khoan 8 ly. Mình khoan một cái lỗ, khoan cắt vô khoảng 2.5 đến 3 phân. Các bạn cắt vô càng sâu vô trong á, tức là xa cái đầu kê á, thì càng cái chiều kê nó càng cao nha. Còn mình cắt về thì mình có thể một hồi nữa khi mình dán gạch á, mình kê nó có thể dao động độ cao từ tối đa là 3 phân. Đó cũng là độ cao cũng rất là cao rồi. Để thông thường nếu mà một cái người thợ dán gạch đó thì họ chỉ cần kê từng phân đến phân mấy là được rồi. Này là mình khoan thêm xuống dưới mình chút xíu nữa để cho nó có một cái lỗ nha, để cho con ốc nó đừng có chạy. Nhưng mà thực sự nó không có chạy đâu, mấy bạn khoan cũng được, không khoan cũng sao hết, không cần thiết cái lỗ đó, kiểu như mình làm cho nó bài bản vậy thôi. Này thử ngóc. Đây là cái con ốc mà mình mua về nè. Nó có một cái đầu dặn ba ke. Đó, bây giờ mình mài cái đầu này cho nó nhọn nhọn chút để nó vô cái lỗ mình khoan lỡ nó bên dưới đó. Mài nhọn rồi thôi các bạn, vô thôi. Siết nó không có chạy đâu hết nữa. Đó. Sau khi ấy thì mình hàn cái con ốc vô luôn. Cái đầu ốc này mình có thể sử dụng bằng cái vít ba ke cũng được này nha.
nhưng mà mình hàn thêm một cái bát hay một cái cây ngang đó để mình dặn tay trong trường hợp mà bạn quên cái vít ba ke để nhà, hoặc là sử dụng cái chìa khóa để dặn cũng được. Nhưng mà dặn tay đi, nó mình hàn cây ngang dặn tay rất là dễ, hầu như là thợ đi làm là không có ai mà nhớ đem vít ba ke hay là gì theo á. À, giờ ra đây mình dán thử mấy viên gạch cho bạn coi nha. Đầu tiên mình dán một viên gạch đứng, mình cho cái độ nghiêng, cái độ ngã của nó hơi nhiều chút để mình chỉnh cho bạn thấy. Đó là những cái thứ mà mình chuẩn bị sẵn, ví dụ như vít. Ai sẽ vít ba ke thì dài xài, nhưng mà tốt nhất là bạn nên hàn một cái cây ngang trên cái đầu ốc đó để mình dặn luôn đi. Dặn tay rất là nhẹ, không có tốn sức gì trên, dễ dàng lắm. Viên gạch này mình không có ngâm nước nên nó hơi khô nè. Đó, bạn thấy độ thấy cái nó bị ngã không? Ngã phân mấy hai phân luôn. Giờ mình chỉnh lại. Chỉnh nhanh lắm, không có mất thời gian. Nó đem theo mấy khoan rồi thì tốt. Đó. Chỉnh ngay lại, rồi lấy cái tay siết chỉnh sơ nữa là cứng luôn. Rất nhanh luôn, mà nó rất là cứng luôn nha. Cái này mấy bạn dán gạch đá đồ là nó lâu khô quá, nó cũng chịu được cho bạn dán lên 5-6 viên lên tới trên luôn. Bây giờ mình sẽ dán một cái viên gạch 30-60 dán nằm ngang. Các bạn coi tốc độ rất là nhanh luôn. Đấy. Hai cái mực mình gạch trên bút lông nó có thể bạn khó thấy, nhưng mà các bạn sẽ quan sát. Không. Rồi bây giờ mình trét hồ dầu tượng trưng thôi. Trét hai mảng hồ dầu. Cái này mà dán toilet, dán đồ là cái nền nó có cái nền mặt bằng sẵn rồi, cho nên là mình dán, mình cứ để thẳng xuống mặt nền luôn, không cần kê thêm bất cứ thứ gì nữa hết á. Không. Mình chỉnh cho bạn coi hai đầu, một đầu thì mình không có hàn. Một đầu thì mình hàn cái đầu cây ngang để mà mình dặn trên tay nó dễ không? Đó. Dặn tay sơ sơ mấy cái xong rồi. Rất là thẳng luôn. Nhẹ nhàng. Còn mấy cái kích mà mình mua về nha là dặn nó rất là khó nha. Đặc biệt cái mà lớn bóp bóp cái tay á. Cái đó chỉnh nó 1 ly 2 ly nó cực kỳ khó luôn. Tại vì có lò xo nó sẽ trượt lên trượt xuống, mà đem theo nó rất là cầm kềnh luôn. Còn loại này mà bạn nào mà dán mà chuyên nghiệp á, đem theo tầm chục mười mấy cái thôi là dán ok luôn. Nè, giờ trường hợp mà chủ nhà hay gì, hay có những cái nhà tắm hay những cái nhà mà phải ốp cái chân nó cao ở trên á, không? Thường thì bạn sẽ chim cục gạch hay gì đó. Nhưng mà nãy giờ là mình có khoan cái lỗ để nó đóng đinh vô tường á, thì bây giờ mình sẽ lấy đinh thép khoảng phân rưỡi hai phân mình đóng vô. Nếu mà chủ nhà họ không cho đóng đinh vô tường, họ sợ lủng ống nước, đặt trường hợp là mình dán toilet thì mình kê gạch. Nhưng mà nếu mà dán ở ngoài phòng khách hay là phòng ngủ gì đó thì mình được quyền đóng đinh, thì mình có lấy đinh thép phân rưỡi, khoảng phân rưỡi là đóng ok. Mấy đinh thép mà thạch cao ta hay đóng đó, đinh nhỏ nhỏ đó, đóng rất là nhanh, chim lên ổn định luôn. Đó, đây mình bạn thấy không, mình đóng mình đâu có mất nhiều thời gian đâu. Nhớ có cái thời mà tường mà bị ướt rồi gạch đá hay là gì đó, nó không chịu khô nha. Cái màn mà chim đụng tới cái nó sẽ xuống, mệt dữ lắm. Còn kê cái này vô là ok luôn. Kê cái này vô là thôi, mấy bạn yên tâm dán mà từ dưới lên tới đỉnh luôn, khỏi sợ chờ khô, khỏi sợ tuột gì thôi. Này để vô cái nó đúng luôn. Nếu mà thợ chuyên nghiệp ha, chỉ cần họ chỉ cần chỉnh 2-3 ly à, họ đặt cái đó chính xác luôn. Đó. Chỉnh nhẹ thôi. Này cứ hàng cái này mình chỉnh tất cả, dùng tất cả các thiết bị để cho mọi người thấy là nó có thể chỉnh nhiều thứ, nhưng mà cơ bản là vẫn hàng cái cây ngang trên đầu của tôi vít là được à.
dặn nhẹ nhàng cái xong rồi thấy không, đơn giản không? Đây dán thử gạch đứng nha, gạch 30-60 dán đứng cực kỳ chỉnh xác. Do là mình đóng đinh nó không phân rửa cho nên tháo qua nó rất là dễ dàng luôn, mà bẻ lên bẻ xuống ngay ra, tại cái la mình dày tới 2 ly luôn mà rất là cứng, bạn thấy không? Đó. Cái này hàng rất là mau nha các bạn, hàng khoảng chừng 1-2 phút gì là xong cái rồi, hàng xong cắt kẹt kẹt xong cái hàng rồi, hàng con ốc vô rồi khoan cái lỗ hàng vô cái xong rồi. Đó. Rồi cho bạn xem cái mẫu mình làm nè, ngày mình sơn đồ lên nhìn lịch sự không, có điều cái cây ngang đó, đó bạn hàng một cái lông đền tròn tròn á, dặn cho nó dễ, cái này nhà có gì làm nấy cho nên là cũng không có đi ngoài mua, ngày mai mốt mình sẽ sản xuất nó nhiều nhiều để mình đi làm luôn á, thì mình sẽ hàng bằng cái kia đẹp hơn. Riêng cái đầu này á, các bạn làm cho nó dư ra phía trước á, khoảng 5 ly 5 đến 3 ly thì nó sẽ hay hơn, thấy không? Các bạn nhìn kỹ dễ hàng không, rất là dễ không, dễ dàng luôn mà nó rất là cứng, những này giống như kiềng ba chân vậy đó. Đó là cái lỗ mà để mình đóng đinh thép á, nãy khoan rồi. Chúc các bạn thợ hồ sản xuất và làm, đi làm nó phải vậy, có này có kia cho đỡ chán, chứ còn làm chim gạch đồ hay tuột xuống mệt dữ lắm. Rồi giá của cái này rất là rẻ nha các bạn, con ốc nó mua khoảng 1000 mấy và một khúc la đó chắc cũng khoảng chừng 1000 gì nữa hả, cho nên là cái nguyên cái này khoảng chừng 2-3 ngàn cho đến 5 ngàn gì đó, cho 5 ngàn đi, tại vì cây la dài 3 mét, cái cây la dài 3 mét mình mua có 20-30 ngàn nè, rồi cái con ốc này nữa, công hàng điện vô mình tính cho một miếng cây gì nó khoảng 5 ngàn đi, nó vẫn rẻ hơn cả chục lần so với như cái mình đồ mình mua ngoài chợ mà xài cũng không có, cũng khó xài lắm đó. Rồi chúc các bạn thợ hồ thành công nha.